Chuyên mục Người mù đó đây. Thưa quý vị và các bạn, dân gian có câu khó hai bàn tay, giàu đôi con mắt. Đúng vậy, với những người khiếm thị, cuộc sống của họ thật sự khó khăn và thiệt thòi. Nhưng rất nhiều người trong số họ đã không chịu khuất phục trước số phận mà vẫn vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Trong chuyên mục Người mù đó đây kỳ này, tạp chí xin được gửi tới quý vị và các bạn những câu chuyện ngắn Những người mù khiến người sáng mắt kính nể. Họa sĩ mù John Bramlett, người Mỹ, mất thị lực năm 2001 khi mới 30 tuổi do biến chứng của căn bệnh động kinh. John Bramlett cho biết ban đầu anh lâm vào tình trạng tuyệt vọng và bị trầm cảm nặng, nhưng sau đó tìm thấy lối thoát cho mình thông qua việc vẽ tranh. Do không thể nhìn thấy màu sắc nên John Bramlett đã phát triển một kỹ thuật giúp anh vẽ bằng cách đụng chạm. Theo người họa sĩ mù này, các màu sắc tạo ra cảm giác khác nhau đối với anh. Màu trắng đậm, đặc, còn màu đen hơi loãng, chảy hơn bình thường, nên khi cần màu xám, anh trộn hai thứ với nhau cho tới khi hỗn hợp tạo cảm giác phù hợp. Tác phẩm hội họa của John Bramlett đã được bán ở hơn 20 quốc gia. Anh cũng trở thành nhân vật đặc biệt xuất hiện trên nhiều ấn phẩm báo chí, chương trình truyền hình cũng như phát thanh toàn cầu vì tài năng độc đáo của mình. Những nỗ lực của John Bramlett được đông đảo đánh giá cao và anh từng 3 lần được nhận giải thưởng của Tổng thống Mỹ cho các hội thảo về nghệ thuật sáng tạo. Nhiếp ảnh gia mù Pierre từng theo học chuyên ngành điêu khắc và thiết kế công nghiệp khi còn sáng mắt. Tuy nhiên, khi chuẩn bị vào Đại học Mỹ, anh bắt đầu bị mất thị lực vì chứng viêm võng mạc sắc tố. Không đầu hàng số phận, Pierre bắt đầu đến với nhiếp ảnh ngay cả sau khi bị mù và tạo nên những bức ảnh sống động với ống kính của mình. Pierre tiết lộ anh đã mường tượng các hình ảnh mình muốn tạo ra trong trí não và sử dụng thính giác, xúc giác và trí nhớ để tạo ra các bức ảnh.